Ok, chúng ta xem đối thủ Uka. Như vậy là chỗ của anh là vẫn có mạng. Có lẽ là anh ở một tỉnh nào đó xa xôi. Ở vùng gì nhỉ? Ở vùng thủ đô gì nhỉ? Kiev à? Thủ đô Kiev. Còn đâu ở các cái vùng như là Donbass hoặc là Zaporizhia thì là đang chiến tranh, đang gọi là bị pháo kích. Khả năng là mượn điện thì còn không có ấy, chứ đừng nói đến mạng. Lao mã lên. Hay đây mình thử hỏi đen xem là where are you nhỉ? Xem bạn đang ở đâu. Lao mã lên đấy. Chúng ta thấy là ở đây thì mình sẽ không ăn, vì ăn thì sẽ mở cột cho, à xin lỗi, sẽ mở đường chéo cho tượng. Lao mã lên thì cứ kệ thôi. Lên vua cả. Lên vua sau đó mình sẽ đẩy tốt đuổi mã. Lên hậu, chúng ta thấy là một nước hy sinh, chuẩn bị đen chuẩn bị lao vào. Nếu thế thì đưa hậu lên. Rồi, tránh nước hy sinh. Đẩy tốt lên. Đúng như dự tính của JTC. Rồi, đổi hậu thôi. Chạy hậu. Chạy hậu. Rồi, đây mình sẽ lên tốt để củng cố cho vị trí E4. Tốt ăn thì mình lấy tốt ăn lên, mở cột cho xe. Cả hai bên cùng mở. Lao mã vào đấy. Có lẽ muốn đẩy tốt tiếp tốt xuống. Khá hay. Rồi, mình sẽ lao lên đuổi hậu đã. Về hậu nước. Bây giờ thì đen sẽ muốn đẩy tốt lên đuổi tượng. Mình sẽ mất tốt này. Bình tĩnh xem nào. Đây mình đang đe dọa tấn công bắt hậu hoặc xe. Như vậy là đen sẽ chưa thể ham hố ăn tốt được. Mà ăn xong con tốt này cũng làm gì đâu. Lên hậu giữ. Ăn đây mà ăn vào. Đẩy tốt lên thì sao. Ăn đây mà ăn vào. Ăn con tốt này ra xem nào. Tốt ăn lên. Lên đẩy xuống. Vào hậu. Chơi đi. Lên xe.
Ái giờ, chồng đuôi xe nhìn rất nguy hiểm. Làm thêm thằng Tút đã. Lên xe. Làm nốt thằng Tượng nhỉ. Là nốt thần tượng. Rồi, thế là xong. Em. Năm mươi ba giây, ok mình sẽ đánh nhanh để cho cao thủ U cà này phải toang cờ. Ba mươi ba giây. Ra xe đấy. Zaporizhia, em. Lắp vào đấy. Vì mã mười bốn giây căng quá. Đẩy xuống. Hỏng rồi, hết giờ rồi. Căng quá. Shit. Úi rồi. Vâng, như vậy là một chiến thắng mang tính gọi là động viên cho đất nước đang bị chiến tranh. CTC đã rất rộng lượng. Thế mà ván cờ cân này. À thế nhỉ.